Đối thủ của Mazda CX-5 thì chúng ta có Hyundai Tucson, cũng có công nghệ turbo rồi, và Honda CR-V. Đời này thì cũng có turbo rồi, nhưng riêng Mazda CX-5 không có công nghệ turbo. Nhưng bù lại người ta sẽ có công nghệ Skypeed, thì anh em biết rồi. Skypeed thì nó là một cái công nghệ rất là tối ưu của Mazda CX-5. Nó sẽ đốt cháy hết nhiên liệu và có một cái tỷ số nén cực kỳ là lớn, lên đến 14.1. Đấy, tăng tốc nhanh, đốt máy khỏe và cực kỳ là tiết kiệm nhá, máy rất êm. Hello, xin chào anh em, mình là Khải đến từ Enica. Và trước mắt anh em là một mẫu xe SUV đô thị gầm cao 5 chỗ cực kỳ là đẹp của nhà Mazda. Vâng, đó chính là Mazda CX-5 phiên bản 2.5 dẫn động một cầu, được sản xuất năm 2019. Xe này đã lăn bánh được 73.000 cây rồi anh em nhé, 73.000 cây. Hiện tại bên mình đang bán với mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 656 triệu thôi, bao rút gốc hồ sơ cho anh em nhé. Và chiếc xe này thì bên mình đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em có thể sang tên về bất kỳ nơi đâu, chỉ trong vòng một ngày là xong thôi. Vâng, 656 triệu chúng ta đã sở hữu một mẫu xe gầm cao đi trong đô thị cực kỳ là hay luôn nhé, mà máy 2.5 rất là khỏe của Mazda. Rồi bây giờ Khải sẽ quay chi tiết về mẫu xe này để cho mọi người cùng xem nhé. Xe thì có màu sơn là màu đỏ, nội thất đen rất là đẹp luôn. Thiết kế của Mazda CX-5 mọi người có thể nhìn thấy đây, nó cực kỳ là thể thao, cá tính, rất là đẹp. Đấy, nhìn rất là sang trọng luôn. Đây chúng ta nhìn cái phần đầu xe của nó này. Đấy, mặt ca lăng thiết kế dạng 3D, tham tổ ong, cái phần logo lồi lên phía trên, cảm biến va chạm phía trước, phía sau đều có hết rồi. Ở đây thì chúng ta có cụm đèn pha kiểu dạng mắt hít này, đèn cũng là đèn full LED hết rồi anh em nhé. Cái phần cản trước của này của nó này, đây anh em nhìn không, nó rất là hầm hố luôn. Hiện tại thì Khải đang để nổ máy và máy nổ nó rất là êm nhé. Máy Skypeed của Mazda thì chúng ta biết rồi. Rồi đây chính là cái phần thân xe của nó, rất là trường xe. Mâm của Mazda CX-5 2019 đều được trang bị là bộ mâm 19 inch phay hợp kim nhôm. Và tất nhiên về công nghệ an toàn của nó cũng đã có đầy đủ hết rồi nhé. Này thì Khải sẽ không được kê nữa. Còn đây là bộ cảm biến áp suất lốp, cái này là do chủ xe lắp thêm thôi. Em này thì là một tư nhân một chủ từ đầu luôn nhé. Lốp được thay vào tuần thứ 1 năm 2021. Lốp đều là lốp Michelin và hiện tại lốp thì phải nhìn thấy đây, nó còn rất là dày nhé, mọi người có thể yên tâm để lấy luôn. Đấy, chúng ta nhìn những cái phần nhựa đen, phần hốc lốp này còn rất là ổn luôn này. Kể cả những cái phần babule này cũng thế này. Xe này thì chủ xe chưa lắp thêm cái bậc lên xuống nữa. Nhưng không sao, cái này thì ai thích thì lắp thêm, còn không thích thì thôi. Gương chiếu hậu này có giải đèn led nó thụt vào bên trong, khá là đẹp luôn, có chỉnh điện gập điện rồi. Nhưng mà khi chúng ta bấm chìa khóa thì gương chưa tự gập nhé, cái này thì có thể độ thêm. Về chất lượng của em này thì mọi người không phải nghĩ nhé, bên mình sẽ cam kết chuẩn luôn. Khung gầm, máy, hộp số, keo chỉ, cột kèo là ok, không đâm va, không ngấm nước, chắc chắn rồi. Đấy, đây nội thất của nó đây. Đây là bản 2.5 thì sẽ được trang bị là ghế điện, hai ghế điện trước nhé. Còn phiên bản 2.0 thì chỉ có ghế lái thôi, và có set hai vị trí nhớ ghế. Đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ xem luôn cái phần nội thất của nó này. Đây là một chiếc xe chuẩn, mọi người nhìn không, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là phần nội thất, táp ly cánh cửa lái thì chúng ta có những cái phần da, phần nhựa, rồi những cái phần giả gỗ. Đây, giả kiểu gỗ dạng xước như này, rồi những cái thanh chrome như này, còn rất là sáng và đẹp luôn nhá. Táp ly này, táp ly chủ xe cũng rất là cẩn thận ốp thêm cả những cái giả carbon ở đây để nó đỡ bị xước cái phần nhựa bên dưới. Đây chúng ta nhìn này. Toàn bộ các hệ thống kính cá lái này, khóa cửa, chỉnh gương chiếu hậu. Hiện tại chiếc xe đang hoạt động hết sức là bình thường nhé. Em này thì được trang bị là 10 loa bâu nhé, với một loa trung tâm nữa, tổng cộng là 11 loa, rất là hay luôn. Đấy, xe rất đẹp luôn. Đây bộ ghế da của nó này, ghế da màu đen chỉ màu nâu. Đấy chúng ta nhìn nào, 6 túi khí này anh em nhé, airbag này, 6 túi khí, rất là an toàn luôn. Ở đây thì chúng ta có cúp điện này. Bản 2.5 này thì nó có thêm cái tính năng là hỗ trợ giữ làn này, cảm biến này, idling stop này. Đấy, đèn tự động, gạt mưa tự động rồi, ok chưa anh em? Cruise control thì tất nhiên có rồi nhé, mọi phím bấm các thứ này rất là nhiều. Rồi bây giờ mình quay vào bên trong này. Ở đây thì chúng ta có một cái màn hình cảm biến 7 inch. Đấy, kèm theo hệ thống của nó là Mazda Connect. Anh em có thể sử dụng vào cảm biến đây, hoặc có thể sử dụng cái phím ở trên này. Đó, có phanh tay điện tử này,
hỗ trợ phanh này, auto hold, chế độ lái sport, điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa smart key. Đấy, nhiều tính năng lắm, rất là nhiều luôn. Và mà anh em có thể nhìn thấy này, cái thiết kế của Mazda CX-5 rất là đẹp luôn. Cái tắp lô này cũng thế này, nhựa mềm, giả vân gỗ, rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta nhìn không? Đây, cảm biến áp suất lốp cấp thêm này, loa bầu, 10 loa bầu, tất nhiên nghe rất là phê rồi. Đấy, cái trần xe nó này rất là sáng, sạch. Tấm chắn nắng đây mọi người nhìn không? Bình thường cái tấm chắn nắng này nếu mà không giữ gìn cẩn thận thì chúng ta cầm đây nó hay sẽ bị bẩn, bị dơ rất là nhiều. Nhưng hiện tại thì Khải đang thấy là nó, chiếc xe này rất là ổn luôn. Vô lăng của nó đây, chất xe hơn 7 vạn, anh em có thể nhìn ra đây. Rất là ok luôn nhé. Rồi hàng ghế thứ hai của nó đây. Đấy, hàng ghế thứ hai đây, ghế còn rất là căng luôn, thậm chí là căng lét luôn. Chúng ta có cái bệ tỉ tay ở đây. Bệ tỉ tay, khay để ly, để điện thoại. Và tất nhiên ở đây thì chúng ta có thêm cả hai cổng sạc USB. Rất nhiều tính năng được trang bị trên mẫu xe này. Rồi, cái phần yên ngựa của nó này anh em nhìn thì không có bị xước sát gì nhá. Cửa gió hàng ghế thứ hai. Đây, cái phần trụ bê bên này, đẹp chưa? Rất là ngon luôn nhá. Lốp sau của nó này anh em này cũng rất là dày, đều là lốp Michelin, cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết rồi. Nắp bình xăng đây. Em này thì có bình khoảng tầm 5-6 lít nhá. Nếu mà chúng ta đổ đầy bình mà tính bình quân của em này thì tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 7 lít. Đường hỗn hợp trên 100 cây thì đâu đó anh em sẽ đi khoảng tầm 800 cây mới đổ xong một lần. Cảm biến va chạm phía sau này, đèn hậu cũng là đèn full led hết rồi. Đây anh em nhìn nó khá là đẹp luôn. Lại có thêm cả cái lipo, cái này độ thêm nhá anh em nhá. Tất nhiên thì bản 2.5 này nó là bô đôi rồi, nhưng mà đây là chủ xe độ thêm, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, một cải tiến mới trên mẫu xe này đó chính là cái phần cốp điện này, anh em nhìn không? Đấy, mở ra mở vào rất là dễ dàng luôn. Ok. Rồi, đây chúng ta có một cái lốp dự phòng chưa chạm đất bao giờ nhá. Quá là ngon luôn. Đấy. Rồi, em này Khải không quay phần máy nữa nhé. Bởi vì xe của bên Enica bên mình thì sẽ cam kết rất là chuẩn rồi. Máy zin, hộp số zin. Thì xe được trang bị động cơ là 2.5 lít hút khí tự nhiên. Đối thủ của Mazda CX-5 thì chúng ta có Hyundai Tucson, cũng có công nghệ turbo rồi, và Honda CR-V đời này thì cũng có turbo rồi. Nhưng riêng Mazda CX-5 không có công nghệ turbo. Nhưng bù lại người ta sẽ có công nghệ Skypit. Thì anh em biết rồi, Skypit thì nó là một cái công nghệ rất là tối ưu của Mazda CX-5. Nó sẽ đốt cháy hết nhiên liệu và có một cái tỷ số nén cực kỳ là lớn, lên đến 14.1. Đấy, tăng tốc nhanh, đốt máy khỏe và cực kỳ là tiết kiệm nhá, máy rất êm. Hộp số của em này là hộp số 6 cấp nhé. Công suất của động cơ CX-5 2.5 là, Khải nhớ không nhầm, là 188 mã và moment xoắn cực đại là 251 Nm. Rồi, một chiếc xe giá là 656 triệu bằng một chiếc Vios mới bây giờ. Và chúng ta đã sở hữu một mẫu xe gầm cao 5 chỗ đời 2019, cũng không phải là mới quá, cũng không phải là cũ quá. Thì các bạn hãy so sánh và cân nhắc để trước khi chúng ta xuống tiền, để chúng ta có những cái lựa chọn phù hợp nhé. Rồi, và thông tin chi tiết về mẫu xe này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Khải theo số điện thoại là 0911241881 nhé.